Thưa quý vị và các bạn, với khẩu hiệu Đôn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Trải qua 59 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với các lực lượng đứng chân ở khu vực biên giới triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, vượt qua mọi khó khăn bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trong công tác đối ngoại, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ động tham mưu và tham gia giao ban, trao đổi tình hình với lực lượng bảo vệ biên giới và các cơ quan chức năng của bạn Lào, định kỳ và đột xuất. Thông qua đó, phối hợp chặt chẽ với nước bạn trong nắm tình hình và giải quyết các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới. Năm 2017, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp tuyên truyền và tham gia các hoạt động phục vụ chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất tại Sơn La tổ chức gặp mặt, trao đổi công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La với lực lượng vũ trang tỉnh Hùa Phan và tỉnh Luông Pha Bang, Lào và phục vụ tốt lễ khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam Lào tại bản Lao Khô 1, xã Phương Khoài, huyện Yên Châu. Thực hiện chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức triển khai được 70 tổ và 4.462 hộ gia đình tham gia, đăng ký tự quản hơn 274 km đường biên giới và 125 trên 125 cột mốc quốc giới, thành lập được 281 tổ trên 1.784 thành viên tham gia tự quản an ninh trật tự, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Trong năm 2017, các đơn vị trong toàn lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã phát hiện bắt giữ 86 vụ trên 134 đối tượng, thu giữ 74 bánh, 2.556 kg heroin, 289.430 viên ma túy tổng hợp, 9,6 kg thuốc viện, 9 khẩu súng, giải quyết 126 vụ án, vụ việc, 174 đối tượng liên quan đến trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn biên giới. Cùng với đó, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ở khu vực biên giới, được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Trong năm 2017, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng và trao tặng một trạm xá quân dân y tại đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.121 lượt người, hỗ trợ gia đình quân nhân vốn sản xuất tặng nhà, đồng đội và thăm hỏi tặng quà đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 240 triệu đồng. Phối hợp tổ chức tặng 100 con bò giống cho các hộ nghèo xã biên giới của tỉnh và 50 con bò giống cho các hộ nghèo khu vực biên giới huyện Sốp Bâu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng thời, duy trì có hiệu quả mô hình bữa sáng cho em và hũ gạo tiết kiệm ở các đơn vị giúp đỡ người nghèo nơi biên giới nhận đỡ đầu 59 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chương trình Nương bước em tới trường với tổng số tiền đã trao gần 270 triệu đồng, đóng góp hơn 2.200 ngày công giúp dân lao động sản xuất, xoa đói giảm nghèo. Tham gia tu sửa 8,4 km đường giao thông nông thôn, 7,7 km kinh mương thủy lợi, sửa chữa làm mới 52 ngôi nhà, hỗ trợ vốn sản xuất cho 169 hộ nghèo. Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của bộ đội biên phòng, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục tham gia củng cố xây dựng cơ sở chính trị phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng nền biên phòng toàn dân thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc